Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Tiếp tục review một mẫu dây bản GL, cô chú chị đời 2000, đời cổ thôi, đời cổ tí chi kim thôi. Và nước sơn bên ngoài đẹp nha, mới dọn xong. Nước sơn bên ngoài đi đôi cho em nó bộ tem của đời 2004 nè. Mâm lên mâm nè. Ok cho cô chú chị, nước sơn bên ngoài ok. Bà con mua về che nắng che mưa. Vỏ là vỏ cặp vỏ đầu mới 100%. Lên mâm, gầm bề là gầm nguyên bản, không có dấu hiệu là mục mọt nha. 86 quan thiết 01447. Chuẩn không? À, vỏ đầu mới tinh luôn. Chủ nhà lên mâm, đăng kiểm tháng 10 năm 2022. Ghế ở trong là giòn hết rồi. Ghế ở trong là full bọc 5D rồi. Đó, full option 5D. Cùi cùi cổ cổ thôi cô chú anh chị. Che nắng che mưa hơn 100 triệu, bà con che nắng che mưa dành cho các cô chú anh chị đủ hết tiền. Những cô chú anh chị nào nhiều tiền đừng ném đá chừng anh. Đừng kêu xe này là xe cổ nha. Vì sao ạ? Trên nước Việt Nam mình còn rất là nhiều cô chú anh chị khổ và rất là nhiều người nghèo. Đối với cô chú anh chị nhiều tiền, một mẫu xe này không đáng. Đối với những cô chú anh chị ít tiền, hằng mơ ước được một con ô tô để leo lên chở gia đình, phục vụ gia đình đi chơi hoặc là đi kinh doanh, chạy kiếm sống, nuôi con, nuôi vợ, cả là một tài sản lớn của người ta đó. Cho nên cho dù xe cỏ phải luôn luôn tôn trọng nó nha. Đừng chê nó quá cô chú anh chị ạ. Máy móc ok, xe đẹp, không cứng đụng, không lỗi. Nước sơn bên ngoài đẹp, mua về là chỉ việc chạy thôi nha cô chú anh chị. Được không ạ? Đường không đi cô chú anh chị ơi, chắc chắn con đường sẽ đầy cỏ dài. Mà chúng ta không mua xe của Trần Anh giao lưu qua lại, chúng ta may mãi đành là người dân nha bà con. Ok không? Bề gác chân sạch sẽ lắm. GL nha. Đó, GL xịt luôn. Bốn cái vỏ khá mới này, vỏ mới tinh, gầm. Đời 2000 ở đời thấp thôi. Hồ sơ ký rút đầy đủ. Đây là phần cốp sau nè. Đường cái xe liền lạc, nó không có đâm ba thôi nha cô chú anh chị nha. Còn máy móc để xíu cho anh kiểm tra. Máy móc mà có làm thì em nói luôn, chân nỉ nó mới lắm. Đó, hầu như ở trong là rin hết. Rin hết nguyên bản. Bản GL khá là chất. Nè, keo là keo rin toàn tập rồi. Phần tắp bi nè, tắp bi sáng tài sạch sẽ, người ta bọc da là hết rồi, mới tinh luôn. Đây cô chú anh chị, mới tinh luôn. Bốn kính bấm, ghế ở trong nè, nội thất ok. Đây cô chú anh chị, băng phía sau rồi, đẹp không? Đó, muốn đẹp phải gặp Trần Anh ô tô, bàn tay phù thủy vàng trong làng ô tô Việt Nam nha. Đề máy, đó, tu máy đầy đủ, ok chưa? Máy lạnh thì sao? Mở phát lạnh nhé, được cái cùi cùi mà máy lạnh ok, lạnh bạch hiếm luôn. Đây cô chú chị, phụ số rin bao da nguyên bản luôn nha. Cô lăng ba cháu trợ lực à, em này trợ lực cực kỳ là đầm. Rồi bây giờ bà con trải nghiệm vào phần máy cùng với em nha. Đó, cùi cùi cổ cổ vẫn có gương chỉnh điện nè, được chưa? Đó, đây là tài sản của những cô chú anh chị ít tiền mua về che nắng che mưa, và cũng là tài sản của Trần Anh ô tô. Đèn là đèn nguyên bản của đời 2000, không đồ chế, biểu tượng mặt cái lăng trước của Toyota nha, Toyota dây. Chưa bà con, dàn trước là nguyên bản rin không có cứng đục. Vì sao? Đời này đời 2000 làm gì còn máy rin. Rin tính của Trần Anh cô chú chỉ biết là không có nói dối được đâu. Thấy không? Cài toàn bộ 40 hết full thôi. Lắp cabo nè, lắp cabo keo là rin nguyên bản nha.
keo là keo là keo lên như vậy nè. Đây nó mất đèn chỉ một xíu, mất qua thì em thấy nó rụt bình thường. Rồi thôi, xe không cứng không lỗi. Được chưa? Mẫu xe tiền hơn 100 chai. Mà con của bác mua về chở gia đình chơi quy vui, che nắng che mưa, tập chạy tập lái, hết sảy cái chừng này. Cục máy nè, cục cùi máy rim nè, số rim nha. Anh nhớ không, số máy khô ráo không? Rất là khô ráo, gầm là gầm rim nguyên vẹn cái xe luôn. Đó là của dòng dây, dây GL 2000, dây cùi bắp. Ok, nội thất sang trọng lịch lãm, đầy cá tính luôn. Số là rin nguyên bản, máy móc canh chỉnh rồi. Đó là báo luôn. Nước sơn bên ngoài đẹp, hầu như chủ nhà tạt qua một nước sơn rồi, không có chảy xước rồi. Và bên trên anh cũng dọn kỹ xe rồi. Đó, bà con cô bác có đam mê mẫu dây GL 2000 alo cho em. Em xin khép lại chương trình tại đây này nhé. Em see you and goodbye.